Chào bác, hôm nay tôi đã sẽ thiết kế một cái bình rượu bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý cực mạnh, được gọi là mạnh nhất đấy, để dành cho một anh khách của em đặt. Đây là các bác nhìn này, đây là anh khách đặt, sẽ đặt một cân sâm ô linh đen, cái loại to chọn lọc to nhất các bác nhé, khủng nhất, là loại một từ to từ ngón chân cái to trở lên. Thứ hai là mùi chúa, này mùi chúa các anh đặt là em một loại khủng nhất, loại chọn lọc nhé. Các bác nhìn này, đây là mùi chúa rừng mới được đào về đấy. Các bác nhìn này, cái nước một cái rượu vừa ngâm để bảo quản nó sẽ rất là trong, mà con mối rất là căng. Thế sẽ mở ra cho bác xem này. Các bác nhìn con mối mới là rất, nhìn rất là căng, nếu mà mối mới là sẽ bị vỡ ra, vỡ nó sẽ vẩn đục, thứ hai là sẽ mất cái chất đi rồi. Và thế các bác lưu ý mua là các bác phải chuẩn bị cho em ấy. Đây, em sẽ đổ vào đây. Đó. Em sẽ đổ vào cái rượu, các bác chuẩn bị cho em rượu hạ thổ nhé, rượu hạ thổ ở trong, hai là mình ngâm mình sẽ rất là nhanh uống sẽ rất là êm. Đó. Đây các bác nhìn này. Đây sẽ cho từng con này, từng mẫu mà mồi chúa một vào này. Đây, các bác nhìn không? Con nào to như nhau lại khủng nhá. Loại khủng này con tan con to như là ngón tay trỏ, ngón tay cái này. Các bác nhìn 10 con chọn lọc như nhau. Chỗ này là 200 con mồi chúa và 1 cân sâm ô linh đen các bác nhá. Ngâm với bình thể tích là 10,5 lít, bình Hàn Quốc. Rượu ở lếp hạ thổ. Đó. Đây. Rượu bác là rượu rất thơm. Rượu lếp hạ thổ thơm lừng. Bác cho nhẹ cho em nhé, cho nhẹ để nó bác lưu ý cho rượu trước nhé, để khi con mồi chuối nó vào thì nó sẽ không bị gây ra làm vỡ cái con mối. Đó, các bác nhìn này, mối chảy xuống này. Đó. Em sẽ cho hết tất cả, chỗ này 200 con nhưng mà em sẽ tặng thêm một anh khách 10 con nữa là 210 con. Đây bây giờ nhìn mồi mới này, còn mồi mới đấy nhìn nó rất là căng mọng, căng và nó trong nhá, nó trong phần bụng này, ta nhìn nó trong này, nó trong vắt. Đây là con mồi mới mới được đào trong vòng được 2 ngày các bác nhá. Còn nếu mà mồi này mà được ngâm lâu là sẽ bị nó bở nó chảy nhợt con mồi. Đây là trong vắt này, cái bụng và nó trong này là mồi mới các bác nhá. Đó. Đây, sau khi em cho cái mối chúa hết vào rồi, em sẽ cho tiếp theo là sâm ô linh nha các bác nhá. Theo sâm ô linh này rất là quý hiếm các bác. Nhìn sâm ô linh tươi nhá, đen xì và củ rất là to. Cái loại này loại thửa nên nó to từ ngón chân cái to lên, rất là to. Để cho sâm ô linh ở trên. Đó. Cái này mình ngâm thì sẽ khoảng từ 3 tháng rưỡi 1 tháng mình nhiều, nhưng mà với điều kiện là các bác ngâm với rượu hạ thổ đã lọc aldehyde các bác nhá. Nếu mà các bác ngâm rượu mới đục là hai cái độ aldehyde nó còn nhiều thì mình ngâm khoảng hơn 1 năm thì nó mới dịu và êm được. Mình ngâm rượu hạ thổ này thì cái thời gian mình được uống rất là nhanh. Và uống nó rất là đảm bảo sức khỏe. Đấy bác nhá. Sau khi em đã ngâm cái sâm ô linh đen với cả mùi chúa rừng già thì được khoảng 3 ngày thì cái sâm ô linh và mùi chúa bắt đầu màu ra rượu, sẽ có màu, bắt đầu có màu. Đấy. Đây mình thì chỉ ngâm khoảng tầm 3 tháng rưỡi đến 4 tháng mình có thể sử dụng được luôn. Các bác nhìn màu rất là đẹp. Uống rượu ra rất là chất. Thế bác nào cần cái rượu sâm ô linh với mùi chúa đen rừng già chuyên về bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý cực mạnh, các bác có thể alo cho em tân giá. Cái này đầu này thì siêu quý hiếm và rất chất lượng, để các bác thời gian khai thác rất là lâu. Các bác vui lòng đặt trước cho em khoảng tầm 1 tuần rưỡi đến 3 tuần các bác nhé. Em xin chào các bác.